Kính chào quý vị đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Tôi là MC ảo. Mời quý vị đến với thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2021 đến 18 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tây Ninh ghi nhận 252 ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng 134 ca so với ngày 23 tháng 10 năm 2021. Phân theo yếu tố dịch tễ, test dương sàng lọc, 250 ca, cách ly tập trung, 2 ca, phân theo nơi cư trú, ngoài tỉnh, 17 ca, huyện Tân Biên, 74 ca, tăng 34 ca, trong đó, Hòa Hiệp 8 ca, Mỏ Công 2 ca, Tân Bình 13 ca, Tân Lập 4 ca, Tân Phong 3 ca, Thảnh Bắc 13 ca. Thạnh Bình 16 ca, Thạnh Tây 7 ca, thị trấn Tân Biên 8 ca, huyện Bến Cầu 72 ca, tăng 63 ca. Trong đó, Anh Thạnh 20 ca, Lợi Thuận 7 ca, Long Chữ 4 ca, Long Giang 1 ca, Long Khánh 2 ca, Long Thuận 11 ca, thị trấn Bến Cầu 17 ca, Tiên Thuận 10 ca, huyện Dương Minh Châu 28 ca, tăng 27 ca. Trong đó, Bầu Năng 13 ca, Phước Đinh 12 ca. Suối Đá 1 ca, Trung Ích 2 ca, Thị xã Trảng Bàng 16 ca, Tăng 2 ca, trong đó Anh Hòa 7 ca, An Tịnh 1 ca, Đôn Thuận 1 ca, Gia Bình 4 ca, Lộc Hương 1 ca, Phường Trảng Bàng 1 ca, Phước Chỉ 1 ca, Thị xã Hòa Thành 16 ca, Tăng 11 ca, trong đó Hiệp Tân 5 ca, Long Thành Trung 1 ca, Phường Long Hoa 8 ca, Trường Đông 2 ca, Thành phố Tây Ninh 10 ca, Tăng 5 ca. Trong đó, Hiệp Ninh 1 ca, Ninh Sơn 1 ca, Phường 1 1 ca, Phường 4 5 ca, Tân Bình 2 ca, huyện Gò Dầu 10 ca, Tăng 3 ca. Trong đó, Phước Đông 3 ca, Thành Đức 3 ca, Thanh Phước 1 ca, Thị trấn Gò Dầu 3 ca, huyện Tân Châu 7 ca, giảm 14 ca. Trong đó, Suối Dây 1 ca, Tân Đông 1 ca, Tân Hiệp 1 ca, Thạnh Đông 4 ca, huyện Châu Thành 2 ca giảm 3 ca, địa chỉ, Thành Long. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 là 10.887 ca, đang điều trị, 1.380 ca, đã điều trị khỏi và xuất viện, 9.360 ca, trong đó, ngày 24 tháng 10 là 99 ca, tử vong, 147 ca, trong đó, ngày 24 tháng 10 là 1 ca, vùng phong tỏa. Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 867 vùng phong tỏa, trong đó, đang phong tỏa 125 vùng, đã kết thúc phong tỏa 742 vùng. Tình hình cách ly y tế Cách ly tập trung, 1902 người Cách ly tại nhà, nơi lưu trú, 2 2779 người Tiêm vắc XIN Trong ngày đã tiêm 8.710 liều vaccine Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2021, đã tiêm được 1.209.955 liều vaccine, trong tổng số 1.338.690 liều, tỉnh được Bộ Y tế phân bổ, trong đó mỗi 1 là 850.924 liều, mỗi 2 là 359.031 liều. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Trong ngày 24 tháng 10, các địa phương đã chi hỗ trợ 2.122 người, với số tiền 3 tỷ 183 triệu 620 ngàn đồng. Từ khi thực hiện chính sách đến ngày 24 tháng 10 năm 2021, các địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng 95.621 người với số tiền 143 tỷ 426 triệu 720 ngàn đồng. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ HTTPS 2.gạch chéo gạch chéo ttv 11 com vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh tôi là mc ảo của đài phát thanh và truyền hình tây ninh cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin thân mến chào tạm biệt